Trước hiện tượng lãi suất tiền gửi đã đồng loạt tăng ở khá nhiều ngân hàng, cũng trong cuộc họp báo sáng nay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, hiện tượng lãi suất tăng gần đây cũng chỉ là cục bộ. Theo Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, mặt bằng lãi suất 6 tháng qua vẫn tiếp tục giảm 0,2 đến 0,5% so với cuối năm ngoái, còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại tăng lãi suất kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng là do đã từng có lãi suất thấp hơn nhiều so với mức trần quy định, vì thế nhóm ngân hàng này nâng lãi suất trở lại để tương ứng với mặt bằng chung của thị trường và xu hướng này không phải là phổ biến. Sau khoảng 2 năm rưỡi lãi suất huy động liên tục được kéo giảm từ mức trên 14% một năm về chỉ còn 5 đến 7% hồi đầu năm 2015. Đến tháng 5 năm nay, lãi suất đã có dấu hiệu nhích lên trở lại, không chỉ ở kỳ hạn dài như hồi cách đây một tháng mà còn cả ở những kỳ hạn ngắn. Nếu như đợt tăng lãi suất lần này được khởi động bởi các tên tuổi lớn trong ngành ngân hàng như ACB hay Eximbank AC thì đến trung tuần tháng 6 này, nhiều ngân hàng nữa đã gia nhập xu hướng tăng lãi suất. Mức lãi suất huy động cao nhất chủ yếu rơi vào kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, với mức cao nhất ghi nhận được là 7,45% một năm tại ngân hàng Tiên Phong. Đây cũng là nhà cho vay có mặt bằng lãi suất cao hơn hẳn mức lãi suất phổ biến tại các ngân hàng khác, khoảng 0,7 điểm phần trăm.